Chào mừng các cụ các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên bán tất cả các cái dòng xe lằng nhằng khù khoằm, giá rẻ, xe ngon. Và hôm nay thì là một chiếc xe mà giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Các bác đã có ngay được một chiếc xe của Nhật Bản với động cơ máy 1.8, ăn xăng ít, tiết kiệm. Và đây là một dòng xe rất là bền lành nhá. Người ta gọi là lành như nắm cơm đấy ạ. Một chiếc xe tem zin còn nguyên, xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Máy gầm chất, xe cứng. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá chỉ có hơn 100 triệu đồng ạ. Toyota Jazz 2003, động cơ máy 1.8, số sàn 5 cấp và đăng ký là 8 chỗ ngồi, rộng rãi, khỏe, bền lành. Và biển số thủ đô Hà Nội 29T9329. Con này thì đảm bảo cho các bác là máy vẫn còn rất là ngon, không có rung bật, máy siêu êm luôn, điều hòa mát lạnh. Và con này thì sử dụng hai vùng điều hòa cho các bác. Vâng, đi thì cực kỳ là ok. Với thời tiết nắng nóng hay là thời tiết lạnh ạ, các bác đi những con này thì rất là yên tâm luôn. Vì xe thì rất là lành bền. Động cơ máy 1.8 khỏe nhưng mà lại ăn xăng chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây ạ. Và đây cũng là một dòng xe lành bền cối đá. Nhưng mà con này em khuyến cáo là bác nào mà trung tuổi thì cũng mua. Chứ bác thanh niên trẻ khỏe mua con này thì người ta bảo là già. Vâng, lốp dép dày nhá, chơi 4 quả lốp la răng 14 inch, la răng hình ngôi sao 5 cánh, lốp 195/70 R14 và lốp là lốp mới tinh luôn, lốp mắt xích thay nguyên quả một dàn 4 quả này các bác nhìn này, lốp dày khự luôn. Nói chung là riêng cái quả lốp này thì về là các bác không phải làm gì rồi, 4 quả lốp ok. Sơn xi tôn vỏ bên ngoài thì căng và đây cũng là một mẫu xe mà người ta gọi là loại siêu rộng. Nếu bác nào mà mua về chở hàng cũng rất là yên tâm vì con này là chạy trong phố thì không phải lo lắng đến cái chuyện là cấm giờ ấy nhá. Các bác chỉ cần hạ gập ghế xuống thôi, các bác chở đồ ok luôn, công an không bao giờ phải để ý. Đấy, các bác nhìn này, được độ lên rất là nhiều rồi. Và cái dòng xe Toyota Jazz này là một dòng xe rất là yên tâm về độ chất. Và con này là dây gờ lờ xịn nữa các bác nhá. Dây gờ lờ xịn, vâng, một chiếc xe đẹp với nội ngoại thất tươi, xe vẫn còn cứng và giá thì chỉ có hơn 100 triệu thôi ạ. Vâng, hơn 100 triệu còn số lẻ thì không đáng kể. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì cứ qua cửa hàng em xem xe rồi anh em mình giảm giá sập sàn luôn. Đấy, một chiếc dây GL rất là đẹp luôn nhá. Và chiếc xe này thì đấy các bác nhìn này, ngay từ phần đèn đây này. Đèn này bóng căng luôn, sáng luôn và không có lỗi. Đấy, bầu đèn căng sáng luôn này. Đấy, bầu đèn rất đẹp nhá. Mặt cản trước của catalang của xe thì không có gãy vỡ nan. Logo vẫn còn nguyên, xe tươi mới luôn đấy ạ. Toàn bộ xe thì được bác chủ cũ bác cái chăm chút rất là tỉ mỉ và cẩn thận, không hề phá nên là đâm ra là xe nó gần như là mới, nhìn nó thực sự là quá ok. Còn đèn gầm phía dưới thì nó hơi ố một tí nhá. Cái này thì đánh bóng rồi sửa là ok luôn. Còn bên này tất cả đồng sơn cản của xe này còn rất là sạch sẽ, nan còn thẳng căng, xe không có lỗi này. Đấy, cản trước này, đấy các bác nhìn ạ. Vâng, và tôn con này mỏng và sơn zin ạ. Đấy, tôn mỏng luôn nhá, sơn zin này, bóng và có ánh kim sa. Vâng, đây là một màu sơn xanh từ hãng luôn. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe ăn khách tại thị trường Việt Nam. Đấy, sơn tôn này, mỏng và chắc chắn, kính zin nhá, kính zin này. Đấy, và lốp dày, đấy, la răng thì đẹp rồi. Vâng, và con này thì giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ cho các bác nhá. Sang tên đơn giản nhẹ nhàng. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome ám sáng bóng luôn này. Đấy, và mở ra rất nhẹ nhàng. Riêng xe này thì keo chỉ bao zin cho các bác toàn tập. Vâng, bao zin luôn. Tapi nhựa sạch sẽ, kính điện 4 cánh nhẹ nhàng, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, em sẽ mở kính điện lên cho các bác. Đấy, kính điện này nhẹ nhàng một chạm luôn nhá. Đấy, tuy nhiên là chiếc xe này thì được dán phim 3M hết ở cái hàng đằng sau rồi. Còn hai cái kính trước thì để cho dễ nhìn thì là sẽ không dán phim 3M. Còn về chất nội thất bên trong xe đấy ạ, ghế thì đã được bọc lại rồi. Toàn bộ ghế này được bọc lại, không phải là ghế da zin đâu ạ. Thế nhưng mà được cái là ghế da sờ rất là mềm, chắc. Đấy, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí thì không có. Cái dòi này thì toàn bộ là không có túi khí các bác nhá. Còn các bác có thể nhìn còi này. Còi to, đấy, làm bánh là 29 vạn đồng hồ không tua. Cái này thì giờ nói thật các bác là riêng những cái dòng này ạ, nó chạy 29 đến 50, 60 vạn nó không để ý. Vâng, vì cái dòng này là một dòng xe rất là lành, người ta gọi là lành như nắm cơm đấy ạ. Đấy, màn hình thì không có mà chỉ có cái đầu đĩa này thôi. Và bác nào thích lắp màn hình thì em lắp cho, nói chung là đơn giản thôi, không vấn đề gì. Còn phần sàn này, sàn lót này, đẹp luôn này. Đấy, sàn lót vẫn còn sạch sẽ nhá. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Và đây là một chiếc xe rất là cứng. Và một chiếc xe cứng không có lỗi luôn. Vừa về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, xe rộng như thế này nhưng mà giá nó lại rất là mềm. Giá cực kỳ mềm cho các bác luôn.
Đấy, sơn si tappi này, xe này, kính điện lên xuống nhẹ nhàng và hoạt động hoàn toàn bình thường. Và nói chung là đây là một mẫu xe ngon, ngon lành phở luôn. Đấy, thời tiết nắng nóng này mà mình đi những con này thì rất là yên tâm vì là nó rộng. Thực sự là rộng rãi luôn, cái khoảng ở phía người ngồi phía sau cũng rất là thoải mái, không bị gò bó tức bách. Và điều hòa thì ngay cửa gió đằng sau này, cũng rất là yên tâm cho các bác luôn, không phải lo lắng đến cái chuyện là nóng bức nhá. Đấy, trần nỉ của xe vẫn còn căng đét luôn này. Đây là một dòng xe người ta gọi là hàng hot những cái năm thời kỳ năm 2003 cho đến 2007 à 6 ạ, lẻ năm, vì là 06 là Innova ra đời rồi. Thì đây là một cái mẫu xe hàng hot luôn. Nhìn là cái mẫu xe này nó chạy rất là lành. Và thực sự là cái thời điểm đấy thì bên Toyota thì có dây, còn bên Mitsubishi thì có những cái dòng như Mitsubishi Jolly á, là những cái dòng xe 7 chỗ được rất rất nhiều người ở Việt Nam mình tin dùng. Và cái dòng dây này bao giờ cũng được rất nhiều bác tin tưởng để chạy đường trường nhá. Vì những cái mẫu xe này thì gần như là nó không biết hỏng vặt gì cả, chạy rất là bền luôn. Và nói chung là máy số thì ổn định rồi, xe thì sơn si sạch sẽ và không có lỗi lầm. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn. Và bác nào mà mua về vừa là chạy khách này, hoặc là các bác đi chạy gia đình này, hoặc là các bác đi chạy chở hàng hóa đấy, thì đi chiếc xe này thì rất là ok luôn. Đấy, các bác nhìn này, đồng sơn này, sơn si sạch sẽ. Đấy, tất cả các cái đinh hàn này còn nguyên này. Đấy, xe thì không lỗi nhá. Và con này thì chỉ keo thì khỏi bàn rồi, riêng chỉ keo thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, cứng cáp, xe cứng luôn. Và hệ thống đèn hậu của xe thì vẫn còn trong, không hề có lỗi nhá. Đấy, các bác nhìn này, đèn hậu đẹp luôn, không hề có lỗi luôn. Đấy, bên này cũng thế này. Các bác nhìn ạ, hệ thống đèn hậu vẫn còn căng sáng luôn nhá. Và con này nói chung là một chiếc xe cũng rất là lành bền, có gương hậu đằng sau đây. Cái này thay camera lùi, thời xưa thì toàn dùng cái kiểu như thế này thôi. Đấy, form dáng xe thì vẫn còn rất là tươi và tem thì tem zin. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, và chiếc xe này thì được cái bác chủ cũ bác cái giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Ngay kể cả từ cái phần sàn chân này rất là chắc chắn này. Toàn bộ lốp thì 4 quả lốp của xe thì là mới tinh rồi. Đấy, 4 quả lốp đẹp. Về là các bác cũng không phải đi thay lốp làm gì đâu nhá. Đấy là em cứ báo luôn. Không thì nhiều bác này nghe thợ phỉnh cái lại đi thay lốp cho nó phí ra. Con này là lốp không phải thay, gầm còn đẹp luôn này. Gầm sáng không có mục mọt nhá. Đấy, các bác nhìn này. Gầm sáng đẹp không có mục mọt luôn. Và đây cũng là một mẫu xe giá rẻ, thực sự là giá rẻ luôn. Hồi xưa thì mua toàn mấy trăm đấy ạ. Thế nhưng mà bây giờ bên em chỉ bán với cái giá là hơn 100 triệu đồng thôi. Một mẫu xe lành bền, ăn xăng ít và khỏe. Đấy, đây là cái nào. Đấy, nó lên ngay. Đây là cái là lên ngay. Máy rất là ngon và xe thì không có lỗi. Đấy, cần số thì vẫn còn mới luôn này. Đấy, các bác nhìn này, cần số nó vẫn còn mới tinh luôn nhá. Và tappi này. Đấy, tablo này, tablo cái phần tablo này. Vân gỗ bóng sáng luôn. Đấy, có điều hòa mát lạnh này. Con này điều hòa mát luôn đấy. Vâng. Cũng là một mẫu xe lành bền. Và những bác nào mà mua những cái dòng này thì hỏi đồ thay thế thì nó rất là nhiều nhá, không hề thiếu một tí nào luôn. Phanh tay này vẫn còn rất là đẹp, bệ tì này sáng bóng luôn này. Đấy, thiết kế rất là hầm hố tiện lợi luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán được cái giá nó rất là rẻ. Vâng, chỉ có hơn 100 triệu thôi. Còn à, trăm bao nhiêu thì cũng báo luôn các bác là 145 triệu nhá. Vâng, 145 triệu cho các bác một chiếc xe ngon như này. Thường thường thì thị trường thì đang bán những cái dòng này đời cao hơn một chút, nó rơi vào tầm khoảng 180, 190. Nhưng mà con này thì nói chung là riêng về đời những cái loại này thì không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Máy khô, xe ngon. Đấy, không có rung bật và không có hơi thừa. Máy thì khô nhé các bác nhá. À, em để nguyên cái tình trạng như này để chạy đó, chứ em không rửa dọn đâu. Vì là cái dòng này máy nó rất là lành, không cần phải đẹp quá. Vâng, còn đâu là chả chê cái gì cả. Vâng, một mẫu xe lành bền. Em này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Tất cả các cái phần tai đèn của nó còn nguyên này. Đấy, em chỉ lau bẩn bụi đi cái là sạch luôn này. Đấy, ốc này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, một chiếc xe đẹp luôn, một chiếc xe thương hiệu đến từ Toyota Nhật Bản. Và dòng này là một cái dòng xe chạy rất là lành bền nhé các bác nhá. Về là các bác không phải sửa chữa gì luôn. Đây các bác nhìn này, máy nó chỉ có thế này thôi, rất là đơn giản. Vâng, và không hề phải khó khăn sửa chữa, không mất nhiều chi phí. Và dòng đây
Vâng, một chiếc Toyota Jay bản GL 2003, đẹp, ngon và bổ rẻ, người ta gọi là ngon lành bổ rẻ đấy ạ. Vừa về cửa hàng ăn xong. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp, hoặc là em có thể vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Đây là một mẫu xe rất là lành, lành bền, gọi là lành như lắm cơm ấy ạ. Vâng, không phải lo lắng một cái gì luôn. Đồ nghề thì thay thế thì đơn giản, mà chi phí sửa chữa cũng rất là nhẹ nhàng, không hề đắt một chút nào. Đấy, nội thất ngoại thất bên trong xe thì cũng tươi mới, và xe thì sạch sẽ, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe làng nhàng khô khoằm. Con này thực sự là một con xe ngon, giá hơn trăm mà lại được xe 7 chỗ rộng rãi vô đối luôn, chứ còn loại mấy chục thì có, nhưng mà nó sẽ không, nói chung là chất nó sẽ không bao giờ được như thế này. Cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.